Trong ngày hôm nay, chiếc máy bay của hãng Mitsubishi đã cất cánh. Đây là chiếc máy bay đầu tiên trong 50 năm qua mà Nhật Bản sản xuất và là thành quả đầu tiên của Nhật trong nỗ lực gây dựng ngành công nghiệp chế tạo máy bay, cạnh tranh với các hãng sản xuất máy bay lớn trên toàn cầu. Chiếc máy bay Mitsubishi Regional Jet, gọi tắt là MRJ, đã có chuyến bay thử nghiệm dài 1 tiếng đồng hồ từ sân bay Nagoya. Sau thử nghiệm, hãng này sẽ đưa vào sản xuất đại trà máy bay 100 chỗ ngồi. Nhiều người dân đã đến tụ tập tại sân bay để xem chiếc máy bay Made in Japan đầu tiên trong 50 năm cất cánh. Tôi nghĩ chúng ta cần phải ủng hộ chuyện này để phát triển ngành chế tạo máy bay Nhật Bản. Đó là lý do tôi đến đây từ sớm để chứng kiến màn cất cánh này. Hãng Mitsubishi cho biết máy bay MRJ tiết kiệm 20% mức nhiên liệu so với các máy bay cùng kích thước nhờ vào hệ thống động cơ thế hệ mới của Pratt & Whitney, một công ty con của United Technology Corp, một trong những nhà cung cấp động cơ máy bay lớn nhất thế giới. Đến nay, MRJ đã nhận được 223 đơn đặt hàng từ các hãng hàng không, trong đó Japan Airlines mua 32 chiếc. Đơn hàng lớn nhất là đơn hàng mua 100 chiếc của Transstate Holdings, hãng sở hữu 3 hãng hàng không nội địa của Mỹ. MRJ có giá 47 triệu đô la Mỹ một chiếc,